Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Mai Mít Ước. Kính chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui và nhiều sức khỏe. Để có được món cá liêu hầm chiên xù, thịt vừa ngọt lại thơm mùi mỡ hành, béo béo của đậu phộng hòa quyện với nước mắm me. Đây là món ăn dân dã đem đến cho bạn một hương vị rất ngon. Xin mời cả nhà cùng vào bếp với em. Nguyên liệu gồm có một con cá điêu hầm 1 ký 2, 50g me, 50g đậu phộng, 50g hành ớt, 200g rau sống đủ loại. Sáng nay em mới đi chợ mua được một con cá điêu hầm về để chiên xù. Đầu tiên em sẽ rửa cá bằng muối. Mọi người nhớ dùng tay chà muối sát thân cá. Khi đã chà muối xong rồi thì mình sẽ bắt chanh vào để khử mùi tanh và nhớt trên thân cá. Sau đó dùng chanh chà sát phần vảy cá. Làm như vậy vảy cá mới xù lên. Khi đã chà chanh xong rồi thì phải rửa cá lại thật là sạch để cho cá thật là ráo nước. Thời gian chờ cho cá ráo nước thì lúc này em sẽ quay qua lặt rau sống. Thank you.
Khi đã đặt rau sống xong thì em sẽ đi rửa lại cho nhiều nước thật là sạch. Giờ em đã rửa rau sắm xong rồi thì lúc này quay qua em sẽ băm tỏi ớt và cắt hành lá. Hành lá đã cắt xong rồi thì lúc này em sẽ cho me vào một cái chén, sau đó em sẽ cho cái nước ấm vào để dầm me ra. Khi đã dầm me xong rồi thì em sẽ để đó cho vào tô một chén đường và một chén nước mắm, sau đó em sẽ khuấy đều lên.
Khi đường nước mắm đã tan rồi thì em sẽ cho nước cốt me vào. Và lúc này mình nhớ nêm lại cho vừa ăn với khẩu phần ăn của gia đình mình nha. Khi em nêm đã vừa ăn rồi thì em sẽ cho tỏi và ớt vào. Làm xong thì tô nước mắm nè thì em sẽ để đó. Ăn cá chiên thì không thể nào thiếu cái đậu phộng rang. Giờ em bắt chảo lên bếp và cho đậu phộng vào rang. Khi em đã rang đậu phộng cho vàng đều thì lúc này em sẽ tắt bếp và nhấc xuống. Giờ cá cũng đã ráo rồi thì em bắt cái chảo lên bếp cho dầu ăn vào chảo. Cái dầu đã nóng rồi thì em sẽ cho một ít dầu ăn vào cái chén hành lúc nãy em đã cắt ra. Và em cho vào chén hành một ít đường để làm hành xanh hơn. Và lúc này em sẽ cho vào cái chảo dầu một ít bột năng để khi mà mình chiên thì cá sẽ không bị bắn dầu. Và lúc này chảo dầu đã sôi thì em sẽ thả cá vào chiên. Thời gian chờ cá chiên thì em sẽ bắt một nồi nước lên bếp, sau đó em sẽ cho bún vào luộc. Khi bún đã luộc xong rồi thì em sẽ đổ bún ra rổ để ráo. Lúc này cá đã chiên được một lúc thì em sẽ dùng cái vá, em sẽ múc dầu ăn, em chế đều trên thân con cá để cho một chút nữa cá mình nó sẽ chín đều. Bây giờ cá đã vàng hết một mặt thì em sẽ chở qua cái mặt còn lại cho cá vàng luôn. Mình cũng dùng vá mình múc dầu ăn, mình sẽ đuối lên thân con cá. Lúc này cá đã vàng đều và chín rồi thì em sẽ gắp con cá ra. Nhìn cá vàng ươm, vảy cá thì giòn tan, thịt cá thì ngọt, ăn kèm với bánh tráng, rau sống và chấm với nước mắm me thì hết sảy luôn.
Bây giờ em sẽ bày cá ra cái mẹt và em rưới lên một ít mỡ hành và rắc lên một ít đậu phộng. Xin mời quý bà cô chú anh chị và các bạn cùng dùng cá diêu hồng chiên xù với em. Nếu cả nhà thấy video em hay và hữu ích, hãy ủng hộ em bằng cách like, subscribe và chia sẻ nhé. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip tiếp theo. Bye bye.